Qu'est-ce que c'est la comparaison? Qu'est-ce que c'est la comparaison? Préparer deux personnes. On compare les personnes. Comparaison. Oui, on peut dire ça. Pas d'autre. Comparer On peut comparer seulement deux personnes. deux objets. Très bien. Deux choses ou deux personnes. Très bien. Donc maintenant, on fait un petit peu ça, l'exercice. Je vous envoie. Deuxième l'optique de comparaison. Faites ça. 5 minutes, à peu près. Vous faites cet exercice-là, vous complétez, hein, ça. Par exemple, le miel, le sucre, bon, vous complétez quoi? Hein? Monsieur, ça n'a pas son lieu, monsieur. Tu as trouvé, hein? Trouvé le mot. Oui. Monsieur, cho tôi cái nông em. Nông mà nông. Website nữa. Vì những chỗ nông thường nông website nữa. Thứ 2 giờ dân cho việc correction tất cả cài ở tay công ta chết nhá. Công ta chết nhá. Vừa xin mà. Bon.
Alo. Vì. Vinh Donc, alors, ici vous complétez quoi? mon sucré que Mon sucré? Miel, vous connaissez oui. le miel? Tức mông Oui, tôi cũng bia mệt. em Em, nữa, và em chiên nữa, đó. Đúng, é. Lui. sucré Cơ. Thôi, plus sucré que là một đàn. Donc, le mois de février est hai cùng phép mệt. muốn Mùa. muốn Mùa. Muang long Mùa. cư Vì mong muốn cử le mois de septembre. Nó bị clay chiếm. Vì anh bên đối khai septembre. Thay nhập. Trois. Le mois de juillet est. Aussi. long Hein? aussi Est aussi longue. Long Et elle est aussi longue. Très bien. Ok, pour la santé, l'eau est. Chloe, Oui, plus bonne que l'alcool. Très bien. L'hiver est. Chloe, que Plus froid que. Le métal argenté est un métal. Est un métal. ici, comment on savait les métal à chanter? Métal à propos. Được Lo cái hãng đại đi. của lô hạ nó ngày nó của lô hạ nó và tay argent tế màu việc prạng nó lô hạ để miên triệt prạng nó mày tới Aussi que, aussi précieux que. lô mía bé hay miên là thay chứ Mi ừ. mi Chẳng bảo oxy mi oxy muôn precious mình lại smart nữa mình này no thấy không thấy nè muôn à thì chân muôn 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 precious muôn precious precious no not men precious no precious dans la fable le coq beau est ừ. Màu vàng Em muốn màu rose thế giới này rose cơ. en fait la bonne réponse est moi aussi. Ah, moi aussi. Moi, rusé. Hein? OK. Bon. Ensuite. Monsieur, comment ça veut dire housser? Attends. Quelqu'un sait? C'est quoi rusé? Ok, très bien. Nè. Miền cái gì miền yeah, cái gì chẳng miền là bạch có miền gì. Cô cái này sẽ còn bố sẽ có còn bố. Phật cả em chứ. Thì còn bố thì rồi nãy cái rồi nãy.
Intro. Intro. Hay không? Ensuite. Muốn À, rapide ok. thì Très bien. Món rapide. Ok, nhưng mà tặng ông nếu ta comparison tặng ông cứ chỉ comparison được quả. personnes ou Non, d'objets. comparaison entre des personnes, des objets, des choses ou des animaux, mais c'est la comparaison de quoi? Là, cha mẹ, mẹ. Comparative. Adjective. Très bien. On peut dire le comparatif de l'adjectif. Le comparatif de l'adjectif. OK? Là. Ça veut dire que sucré, sucré, long, bonne, précieux, rusé, rapide, ce sont des L'adjectif. adjectifs. Attends, lại đi, pardon, nhưng mình buồn đi. Tiếp con rằng bốn bốn á, plus bốn á, vì tập kiện đại cho như đại. Chào mừng. Milieu. Mày giờ sao? Mày Vì giờ. mày giờ. Mày giờ. Tại sao tại là xong cái phim mình đang chân mày giờ hả? Nó mày giờ. Bon. Nhưng mưa mất rồi. À là tục tiếp. Plus rapide. Ok. À mấy nhưng mà more rapid đấy. Mấy chữ là lý do không ăn sao đi à? Chắc chắn bữa mười đĩa sẽ có lời liệu Sao đây rất cái nơi tục công chứ phong ô liệu sao đấy liệu sẵn lìa sẵn. từ sai Ông vừa đi vì từ sai về từ sai vậy á. Đó. vì Thế đây cũng phải là thế phần chứ nhỏ mà. vì mà chưa vậy hụt hiệp tới tranh tuần dài sai nữa sai phải đây một chữ sai sai phần tay vì ở phần nhỏ tha tục tuy vì plus rapid cơ lưu giá vì đà lươn đã vì lươn chiêng ở ở phần sai nhỏ mong sao là như bạch khoa rồi mấy chiêng chữ vì mấy chữ xong miên cái non hướng kinh dây cái non hướng brain đó mấy chữ xong sai ở miên đợi miền sai bạch tranh đại tranh bao của mấy chữ ok và tay và chạy xanh họ đã chen sai thì ok sao à tỏ chân nhưng từ lọc màu rương dưỡng mê điện dưỡng. Ok. Bon, tout à l'heure, ce sont des la comparaison de l'adjectif, là de l'adjectif. Donc regardez ça, l'exemple. Ok. Observez les phrases que les mots permettent de comparer. Alors, un, qui veut lire? Moi, monsieur, ah, je veux avoir plus de temps libre. Plus de temps libre. Très bien. Merci. B. B. Moi, monsieur, Vas-y. Moi. les loyers sont plus Loyer. Les élevés, loyers. loyers. Les loyers sont plus élevés dans les grandes villes. Plus élevé. Non, plus élevé. Un peu. Très bien. Oui, monsieur. Ensuite. C'est à la campagne, il y a plus de transport en communion. Comment? Công an con ville Bien, à la campagne, il y a plus de il y a même plus, il y a plus de transport en commun.
Còn còn biết là kẻ xuống để Mua. Ông phát để sơ mua đưa tôm đong la vật tiền. mong để tăng hay là mong để tăng đang là vợ vợ thì đông kẻ sống lì mố kỳ bẹp mét đó để ăn nhá nói bây giờ công ba cái bàn compare bàn bị ấy đôi á thì là plus de yang an ai Plus xuống được tạm. plus de Mình ok sẽ xong. Mình sẽ xong. Pị nâng đọc tiếng nhầm. Bật chênh sẽ lên gạt rao xong. Plus được anh mùi plus. Mình sẽ. nhưng an mùi s nè plus de ok Plus. ensuite b Plus. no 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 Lên và bây giờ anh tích nè chỉ mùi những adjective và dương và miền đơ chứ ở đây dương chưa về lấy nè và miền đơ dương an plus đó plus pardon plus de pardon chết chả làm đó plus de temps nè đôi chân này khó mấy con chân này plus de temps for moins de temps ok phần tay bớt xin chị âm miền đơ thế dương phở plus dương an tập plus mà bạn này plus dê lơ về ca an cứ prai po chân này nè toàn đấy toàn đấy tầng ngọt nhé Oui, monsieur. không hay không chẳng ok chị sẽ làm cô ai bông đó là sơ son đi mô kỳ bẹp mẹ tớ đớ công ba kì chẳng ở plus đớ plus ấy tăng liếp nâng sẽ có tăng sẽ có Non. nấu chứ anh dạy B thế bà sẽ B nâng cứ elevate sẽ có elevate Chính là non tôi thấy là tăng sẽ ta nấu elevate sẽ mẹ bờ elevate nấu adjective vì sẽ ta nói chuyện tiếp dương hiện mấy đúng mà nên mấy dương riêng hai ấy và đây hay dương thơ lộng hành môn năng đúng mình chăng nè ok C Monsieur, transport C Monsieur, công toàn à công ta sửa lại dương mơ tầng hoa đi sân hay dương dương nâng tiền vô nhà ta ca sẵn hàn mũi nè trong khỏi ok chân transport chị ấy sẽ có le genre non, oui non, c'est le nom le temps còn nơi ta chia chia non. chia nồng chẳng chỉ mỗi công bài Nào. giống tipi ní cứ kênh như vậy bị plus de moins de nè plus de hay nâng moins de ok chẳng như mà một hàng cào bộ công bài hay để con tí tì nè chùm nguồn on utilise plus de rồi còn moins de plus non plus que chẳng bởi dân công bài entre les noms nè vậy thì dương riêng môn ứng cư nè adjective dương riêng adjective chẳng nhưng mà plus pardon plus moins aussi mình ta đọc p chỉ mỗi nông nhưng mà plus de moins de chứ bà smile vậy bà smile vậy nhưng mà ấy Oxy oxy de plus non plus que Aussi de aussi de non ấy bye can đứng lớp phèo bên cạnh phật bàn anh đang khóc kì nhưng pra ô tông thôi autant de autant de ok còn là không đi kia ta sẽ làm chưa bật hàm ơi nữa autant té nhưng bạn sẽ thích a n t d e nhé autant de
Ok, ô tăng sao má? Chẳng là tệ tôi nâng nóng. Nhưng mà plus de, moins de, nâng ô tăng de. Sao má? Ok. Hay là môn môn nâng dương hiện tệ tôi nâng adjective. Plus, moins, aussi. Toàn này cái này nè. À vậy dương thời chám cứ ở nè. À, mình kết xíu. Monsieur Mien, Mà. Monsieur, comparison, là comparison của dương tiếp thiệp đấy. Bây giờ là tiếp thiệp cho mỗi người vay mùi phòng Monsieur, Arizona, bì lời lời dưới sông Tui gì lâu. Đoàn lịch hoàng vi lượng, ở tiếp thiệp, để miên cơ mùi phòng Monsieur. Dương vậy ban ta dương dương ăn giấy bút tay cầu dương viết thiệp ta ta nâng dương như tha lì loa giấy à, ta lại chua nâng cứ bia thay chiên nữ anh chị kế nữ nón à, tì crong thông thông nè chớ mình tha viết thiệp cho mỗi tì crong tôi nơi chôn nằm bọt còn ta kê ăn gì toàn đấy bê khá dương bà dạy cư thì nè không can dễ dương bài gì cư thì bề khá ba gió một sư gì tha đoan là class nơi không thể nào riêng nè je suis plus grand nhưng vậy tập bắt đầu bài này nè đoan là class je suis plus grand ou dans dans la famille je suis plus jeune nè toàn đấy chứ Vì dương nhưng mạch phở cơ các bạn này tới bây giờ phở cơ có khó này nè phở dưới phở cơ các bạn này có khó này nè ok toàn đấy vì đột kế xíu anh ấy là bà chị anh thích bà dương trong priệp thiệp con tí tế rồi bỏ niêm rồi bỏ entre les deux choses, entre les deux personnes ou entre les deux animaux, nè. Rồi phép chùm nguồn. Vì đôi chìa này, đôi bài giám án này, sử vơ avoir plus de temps libre trong ban ở bề lìa trả nè. Nè, chiêng môn. Okay. Plus de temps libre. Ok. Nên người tệ tôn nâng con đi tê này. Và dân dân tệ tôn nâng con đi tê. Nhưng mà comparaison plus 2 moins 2 rồi có autant 2 và tại vì tệ tôn nâng qualité quality nữa nhưng phở chứ mỗi adjective nè plus moins aussi adjective cứ ok toàn nè ça va Oui, monsieur. Tiện mà. Vẫn là chất tích mình. Bon, mình sẽ dạy ở xua sẽ đọc một tí chó nè. Chứ mà tha, bác hệ giống dương miên ở sở phẩy trai anh chiến một phẹt dương một tí hò. Nè, chứ ngàn ní, bà thiệp ấy, compare là compare đi giống tuyệt quá. Compare. Để con thịt tê, chùm nuôn mẹ nát. Để con thịt tê, chùm nuôn. Tại bà dương vậy tha sắp hơi dương là o chiên sắp hơi quát anh nâng compare với quality quality cô nập hiếp rồi bỏ sắp hơi bình toàn ấy vì mà sư chân anh nâng dương 200 chân bán rưu mùi thay dương o là dương trong clip thiếp nông hay nâng nóng nè adjective nên adjective dùng pra bởi trên trong phép phép nông này nông nè nhưng phở này tới nhưng phở tùm rộng bài mỹ tới plus de mong de ô tòn de tới và tại vì trên trong phép phép adjective nên adjective nè rồi bỏ ai mũi nè chân nhưng phở mong plus mong rưu gạo si nâng tầng tùm rộng tì pi này tầng tạm bất ảnh đi dân riêng hai cái đã rạp bè nâng cư rùm lật lang với bởi dân ba tư comparison tì mũi cứ dẫn điện đi. Ok. Sao? Hay nó miên là tiếp bay một tiệt. Là tiếp bay một tiệt. Nè.
mấy chị hả tị bay nó biết thiệp ấy mình tao mấy chị bán niệm quân niệm biết thiệp ai nè Adverb. Adverb, verb. Tệ tôn bằng verb. Tôi nói adverb hay là adjective tôi muốn mùi tiện nâng cư tệ tôn bằng verb. À, Thiệp kể giả sao còn mình. ba đây cho mấy cái lý thuyết bằng lòng mình Tôi hỏi tha, anh em chơi gì? Và tha em thì chết tệ tôn comparison. Comparison thì mùi cư adjective là adverb. Nó. Để dừng riêng hỏi. Comparison thì pi cứ bẹp quan nâng nóng nè để dân ngọc phong riêng đỡ hay nâng comparison ở bạc kỳ thóa thì tôi nâng chùm đầu tìm bấy giữ tệ tôi nâng bẹp mình thao tiêu ta mà chưa an sự phấu an tráo chiến mất phẹt đầu tì thì họ cái an chờn je lis plus que mon ami ta cái đó nè ô văn dương thư ca trở nên dự thao vay bài giống ở dương phòng phở sử dụng tiêu hoa dương thờ nhạc sĩ đà ra thao vay plus cư trần đài dương từ tiêu hoa chớ ngà ca công bài giống bài chỉ mùi những kê giá sắp cứ chỉ công bài giống thì bay để thay dương toàn hiện đi chờ toàn hiện đi ok lần chân hả hello cho bà phi nâng sân á ở chế bạc pin sân. Pour savoir si vous comprenez ou pas, on va faire un petit peu l'exercice 2, s'il vous plaît. Nhưng thôi, anh tích mất. Je vous laisse 3 minutes. Nói nhưng đã tạm lắm, bờ bố plus, bờ đó mòn nè. Nó mình mà thì nè, chân tầm plus mòn. Và tại bờ mình đưa dạng anh. Plus 2 là bởi tại bởi sinh dạng miễn đưa tới dạng anh plus moins dạng anh ST. Ok, je vous laisse.
Ok, quand vous avez fini, on va vous continuer à faire les exercices dans le je vous envoie dans le groupe. Ok? Hein? Oui, monsieur. C'est ça, l'exercice là. Et je vous. Attention, ce que vous devez faire, c'est juste exercice. Exercice 1. Faites l'exercice 1. Ok? Attends, 2. Trois, non, trois, pas la peine, parce que trois, vì miền là trường hợp khác này, trường hợp mỗi đây là toàn riêng, nè, trường hợp bạch thôi tế, đồng, trois, quatre, non plus, cinq, cinq, non, bon, cet exercice, nhưng thôi an đưa sang đấy em xin an đưa
Phi vous avez fini? Nó mới sự tâm phơi ban tịnh. Ok. Vít.
Ok, on commence un petit peu sur l'exercice 2 dans le livre. Hein? Bon, alors, ok. Qui va commencer, s'il vous plaît? Hein? Moi, monsieur. Vas-y. Oui, monsieur. À la campagne, on voit plus d'animaux. On voit plus d'animaux, mais deux animaux, D'animaux, oui, d'animaux. monsieur. Oui, monsieur, Très bien. d'animaux. Très bien. On voit plus d'animaux. Alors, monsieur, numéro un, allez, je mets deux. OK. Donc, ça, c'est plus deux, plus d'animaux. B, tu fais. Moi, monsieur, Vas-y. tu fais moins de sport en ville? Très bien, tu fais moins de sport en ville. Très bien. C'est. Moi, monsieur, Oui, vas-y. dans mon village, il y a moins de médecins que en ville. Quand ville. Quand ville. OK. Très bien. Moins de médecins. Đây là dân sẽ đặt numéro 2 đấy nè, cơ nè. Con vì là. Đấy, ở đây dân sẽ cứ. Ừ. Con vì là. Đấy. Bonjour, monsieur. Dans les centres-villes, il y a plus d'appartements que de maisons. Plus d'appartements. Très bien. Plus d'appartements que de maisons. Je veux. Je veux Oui. passer un moment de temps dans les transports. Très, je veux passer moins de temps dans les transports. Très bien. On va continuer sur l'exercice ici. 1 et 2. OK, il y a plus que, moins que, aussi que. Attends, chop. OK, ni ភាសាច្រើនគឺតើតើនឹង verb ហើយនឹង adverb អញ្ចឹងដូចជាមិនសូវជាពិបាកទេមែនទេណាយើងរៀនហើយណាយើងសាកធ្វើនេះមួយមកយើងមកអូអានបាទស៊ីគី Plus le le niveau de vie est plus élevé que autrefois. Le niveau de vie est plus élevé, hein? Est plus élevé que. OK. Monsieur cài tập bị bay thế nè, à đấy, monsieur cài tập bị bay thế nè. Monsieur, à cái này nó miễn cưỡi ở post À vì cơ cô thọ phò thế. Và đúng, monsieur cười mở. Ok, vì cưỡi ở post cô thọ phò. Ô, nhầm cho làm đây. Ok. Deux. Les aliments sont. Moi, monsieur. Oui. Les aliments sont moins naturels qu'avant.
Très bien. Les aliments sont moins naturels qu'avant. Khi trong vậy ta mà hộp cả hai nó là lấy lên thò mà chia đôi muốn nó phía chẳng thật bởi kỳ mì chẳng hạn nè. Muốn. Nhưng mà sẽ tích chưa phở mà bụng. Nè. Ok. Chẳng ờ nhưng thôi ờ ế gà lỡ. Nè. Sma đi. Nhưng mà hồ xí. Lê thơ vì mắn. Ế. Hey. Letter humain est aussi mystérieux qu'autrefois. Rien est aussi. On va passer chop. C'est là maman. Très bien, est aussi. Est aussi mystérieuse qu'autrefois. Bon, chẳng là ni sưu tì na, nhưng mà tam sĩ nhà tới hai dưỡng thôi tam nâng mà. Nè, vì mà sao là như thế mạnh bản đất mong đơ plus đơ chẳng á. Mình nhưng đang đạn đưa học viện đang chân dẹp được cậu mình. Trong số ta hai đấy bắn được không nhỉ? Đại ca nhỉ, biết đưa mày nhỉ? Trong số chân mày nhỉ? Vì tại sao vị trí adjective? Élevé adjective, naturel adjective, indépendant adjective, dangereux, sauvage, mystérieux, vite, chỉ verb, né? Ở adverb, chỉ adverb, longtemps chỉ adverb, né? Aveuglément có chỉ adverb. Chẳng ngà công pa giống tiện tôi nâng adjective nâng adverb nhưng phá tùm rung nè. Tùm rung nè. Nè. Sá, mình chẳng. Dạ, phở đơ ê. Phở đơ bà sân chỉ toa ta viết chia nông. Chia nông. Toàn ế. Chia nông. Sá vá? Ui. Ui bác xin mấy chứ. Ok. Bởi xin dị dương mơ khăn khổ mí. Có dương mơ intelligent chỉ adjective. Grand đơ có chỉ adjective. Nà phê froid có chỉ adjective. Long lúa adjective toàn áo. Chẳng hạn đi đơ à an thì đơ nước sao tại chỉ adjective hay là ngàn vẹp. Và tỏa mau. Nè là dương tiện tơ nâng ô tăng nè. Ô tăng rưu cả ô tăng đơ. Nó không nói mình biên ở nồng. Nó mình nồng. Và ta này chỉ tùm rung. Chỉ tùm rung nê gà xiong. Nhưng toàn riêng chăm bởi sai. Chăm chưa riêng chăm dân thừa nặng. Chăm chưa dễ cho thỏa nặng. Ok. Ô tăng đưa khó khăn nên mẹ chứ. Ô tăng hay là ô tăng đưa nó. Vì đôi tật nế. Còn là ô tăng nhưng pra chỉ mỗi vẹp. Giữa toàn riêng tê. Ô tông như pra cho mùi vẹp. Par exemple, je travaille ô tông cứ mong pèr, par exemple. Nói dương thừa ca, nghi thừa ca sma nâng pa dương đài dẫn nè, thì hỏi nè. Nói tại bởi ô tông đế dương phở cho mùi nồng. Je ô tông de travail cứ mong pèr dương thừa. Cái nhận. Chẳng à, như pra mùi nó ngồi mùi tiếp pra chứ. Chỉ mùi vẹp. Ok. Mấy chứ, à cả lên oxy càng lơ rồi mấy chứ. À, anh đứng bọc ra thằng bạch cho mấy chứ. Anh sao dồn này. Cái này đi nè. Vì. Sẽ có mysterious. Anh cầm bắn mấy chứ. Lẹ thôi mắng gì kì. Sẽ có lẹ thôi mắng. Je ne comprends pas. Mình bị nạt đắng. Lẹ thùy mắng cứ xâm lại lưu bụi dưới là ngài. Xâm lại lưu mở nước nâng à. Nè, lẹ thùy mắng. Nè. Lẹ thùy mắng cứ xâm lại lưu mắng. Nè, ông ấy xâm lại lưu mắng. Xâm lại lưu mở nước nâng. Hoàng ấy.
miền a cầm băng nè miền a cầm băng nè cột thờ phó nè bà bị thiệt bị mồn nè còn đấy oui monsieur lẹ nè tham ở đây dương miền a cầm băng lẹ băng lẹ ai dẫn nè nè trong nghề chân ok chào mừng chưa ai tiện tôi nâng compile giống ở compile giống từ từ nóng miền nóng nè mà sân gì á chăm chưa nhà ai và thay tiếng là tiện tôi nâng nóng và tay bờ dương miền pel bấm chưa ở toàn nhà ai tế à vậy dương thư nhà ai thư làm hạt ní hãng thư tới tiện tôi ní tiện tôi là suy tiếp tế hiện hai hai nè anh ấy đưa nó có thư ban đấy nè cái hỏi chia tô show giữa khai share viết nữa có dương hiện hai đấy tại tôi là sự tìm bạn bè đấy nè dương ai thư bán xóa ok nhưng thư pin đang sân màu nè thư pin đang sân màu anh ấy thư thì ở toàn hiện thì chẳng ở thư chăm chẳng những thư tập pin mà bạn này nè nơi nơi té thư tò mà ok thôi tụi con ăn đi chứ vì thưa to tục luôn ai tới nè chăm dương sẽ cai lượng lên xài nè ok toàn đấy hay nó p để dương hiện chọc hai dương lật luôn ai tới nè tại dương ok hiện ngày nắng tết tuần ok bây giờ co compile dòng dương lật luôn ai tới dương chạy hạt nè hay dừng cho nên ta dừng chèm chứ dừng bậc ca tia ho khru này mới bậc ca chè nhé mà xin chỉ dừng hai bậc ca chè để prai công prai đi xong bán cho tục ta dừng chè nè anh đang dừng chỉ vì thi mỗi lần bay tung thang khru này chè cầm đặt nè nè ok vì mà chưa bậc ca ban tách soi vô cam bậc chưa nếu bây giờ dừng bậc ca ở tràn tới dừng đang chè bịa chờ được cái này đó ok we miss mong chân dương phần nắng còn mọi tràn bế hay mở suy tuyến á tẹt tôn nắng nóng dương phần plus đỡ mong đỡ ô tăng đỡ mà tẹt tôn nắng adjective dương phần plus mong hay nắng oxy ok toàn á chạm tập phần nắng mà sao đông merci pour votre participation ce midi et on se voit demain. Bon après-midi, au revoir. Au revoir, au revoir monsieur, à demain. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, monsieur.